Bác riêng kia này thôi cố gắng. Thì bây giờ riêng bác á, riêng bác thì rất cảm ơn Kiên và cái tập thể anh em thợ. Vì sao? Vì đã đáp ứng cho bác được cái niềm mong mỏi đam mê khi pin 100. Vâng ạ. Mà mấy lâu nay bác rất muốn dọn nhưng mà chưa biết cái chỗ nào để mà đủ cái uy tín và cái sự tin tưởng để mà bác dọn. Vâng ạ. Rất may là bác gặp cháu. Thì thôi bác chỉ biết cảm ơn thôi. Vâng, đúng rồi. Đây nhá, bác nhìn này, rất nhiều người chê là cái tem lệch thì con xin phép nó rất là cân này. Đó, chẳng qua cái hướng cạnh mình ngồi nhìn nó khác nhau. Hoặc là đôi đến mình vào bình rẻ tiền, bình lô ấy, thì nó sẽ không được chẩn như bình zin được bác ạ. Đấy. Còn tất nhiên con xin lỗi bác này này, 50 triệu của bác cũng rất là to, đúng không? Nhưng nó nằm ở chế độ nào thôi. Còn bác ơi, có những người ta dọn cả 100-200 triệu cơ mà. Bác hiểu ý con nói không? Cũng như câu chuyện nhiều người lên mạng cứ nói là tôi không ở chơi đổ lô. Nhưng em, cháu xin lỗi bác này, có những người kể đến chính con, chính bác và bất kỳ ai cũng không muốn chơi đồ lô, nhưng túi tiền của mình chỉ có thế thôi. Đúng rồi. Thì lấy đâu ra để chơi đồ gì được? Còn những người có một con xe, hai con xe lên mạng nói như thế, con chiếc này tự người ta hạ người ta thôi. Đúng còn, rồi. Còn đây là con không thanh minh, không giải thích mà con muốn chứng minh. Chứng minh là gì? Nó đang ồn ào trên mạng này. Mày có dám mua lại của xe anh Tinh không thì đây. Con đã mua lại rồi và thậm chí con bán lại rồi cơ. Con bán rồi cơ chứ. Bác cũng biết không? Và bác ơi, con xe này nhá, bác cùng theo dõi khoảng 3 đến 5 ngày nữa là anh trai Linh Bình xuống anh dọn tổng 61 triệu. Bác nhìn xem xứng đáng không? Tức là người ta nó mua như thế rồi còn dọn thêm vào cơ. Đấy. Đấy nhá bác nhá. Đấy, con không ở đây không phải giải thích đâu, con đợi thôi thời gian trả lời. Đợi thời gian trả lời bác nhìn này. Đúng rồi. Con vẫn nói với khách con là mọi người tin tưởng con sẽ đáp lại niềm tin. Nhưng ngược lại, mọi người tin tưởng thì cái số tiền mọi người bỏ ra nó sẽ đầy đủ mấy cái số xe nhận, chứ không phải là cứ nợ dụng thằng kia thế này kia xong là mua 20 triệu đòi nọ đòi kia lấy đâu ra hả bác. Alo, anh Hưng mà alo kia. Đây ơi, hẹn bác đúng 11 giờ trưa nhá. À 11 giờ tối quên mất. Bây giờ mới có 10 giờ. 11 giờ kém. 11 giờ kém rồi. Đấy nhá. Rồi. Bây giờ là bác có nói với con là cháu cứ gửi xe cho bác đi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng quan điểm của cháu là không mời cho gửi nữa, mà chắc bác phải duyệt xe cho mới gửi. Rồi. Đấy. Đây này bác xe này. Đây. Đấy nhá, xe của bác này, quay từ đầu lại này. Bác nhìn kỹ này. Cái này cho ghi âm lại, đồng hồ này đẹp không ạ? Rồi. Khóa một chìa. Một chìa ba món. Chìa lùn. Có lùn. Chìa lùn. Cháu sẽ tặng bác một cái treo móc khóa biểu tượng của Trung Kiên Mô Tô. Rồi. Đấy. Bác nhìn từ con ốc này, bác nhìn này từ con ốc này. Rồi. Con ốc này. Đấy, cùng con tăng này bác này. Đẹp không ạ? Rồi, ok. Tay nắm zin này. Rồi. Gương zin này. Ok. Tay phanh tay côn zin này. Rồi. Cái sinh nhan này nó lại đố bác nó là gì nhá? Đố bác nó là gì? Nó không, nó là tiền. Đây tiếp tục này. Đây bên này cháu không bọc để cháu bắt chữ kiên này. Đây bên này. Bên này. Đấy, bên này cháu để nguyên cho bác nhìn này. Đúng rồi, đẹp. Đây này, pha đèn này của bác này. Đúng cái pha của bác chưa? Rồi. Dè này. Linh kiện, dè này linh kiện nhập mới. Còn là lô đấy, nhưng mà nên dùng dè này. Vâng ạ. Đó. Rồi. Riêng cặp dè thôi. Còn đây nhá. Rồi. Thụt này. Thụt của bác mới tinh cháu phải bọc lại giấy bóng này. Đây có cái tem bên trong đây nhá. Rồi. Đây vành zin này, bác nhìn cái vành có đẹp không nhá. Đây bác nhìn này. Xe của bác nó là VIP rồi. Bác cháu tìm cái đinh. Này. Bác chỉ cho cháu tí. Đây. Đây. Zin chưa? Rồi. Xin đẹp nhá. Mayer này. Rồi. Mayer những sáng loáng này. Được chưa? Rồi. Đặc biệt quả máy của bác nhá. Cho bác ngắm khoảng 30 giây. Tức là quả máy của bác, nếu bác ra ngoài hiệu, bác so một con xe mới ngoài hiệu thì nó là 19-10. Rồi. Và đặc biệt là bác đi theo một thời gian ngắn, nó xuống màu. Nó xuống màu. Bác hiểu không ạ? Rồi. Bình xăng cốp này. Đó. Ta dán ni lông. Ta dán ni lông. Được chưa? Rồi. Bác không ưng bác có nói nhá. Đây, khóa một chìa. Đấy, khóa một chiều. Nong này.
Đó. Rồi rồi. Nòng mày nó chấp nhận được anh nhá. Rồi. Yên này. Được không ạ? Rồi rồi, ok. Thụt sau là mới tinh nhập Indonesia anh nhá, mới tinh. Rồi. Những gì con nói trên video con ghiêm lại rồi. Rồi. Nhông xích mới tinh. Để chân rồi. Này nó là một một. Nó có không có dấu không vấu ở đây đâu đây này. Chỗ này không có vấu đâu. Rồi. Đó. Nhãn tín này. Rồi. Chắn xích này. Rồi. Vành sau này. Coi nhìn nó vành sau này. Coi nhìn quan trọng này. Đấy, rồi. Không. Coi nhìn phê không ạ? Vành sau này là đẹp. Đẹp. Đó, coi nhìn này. Quá well, ok. Đó. Được không ạ? Rồi, ok. Đó. Ok. Dè sau này. Đó. Dày dặn. Sinh nhan sau này. Sinh nhan sau này. Anh nhìn này, mềm nhũn này. Rồi. Đấy, bên này thế này. Biển số con nào lại full mới hết các bác. Rồi. Tay dắt zin. Rồi. Nắp hậu zin. Rồi. Củ hậu zin. Bác nhìn cái bô này. Bô của bác này. Đẹp. Nào. Đẹp là đẹp trong cái tầm tiền các bác. À. Bô này của bác trước bị cháy hết thôi nhá. Nào. Đúng rồi. Nào, có nhìn lại này. Đó. Rắn này. Càng này. Đúng không ạ? Còn cơ động này. Đấy, tạch luôn này. Tạch này, bác nhìn này. Tạch này. Bác nhìn nó nhảy lên này. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Okay. Cốp này. Ok. Cốp này. Khít này. Rồi. Cần phanh này. Để chân zin mới này. Rồi. Cái chế này. Chế này chế cũ. Nhưng mà mai con sẽ thử cái chế nó đẹp hơn nữa. Bác cứ từ từ. Vì chế rồi. Nó lâu đời rồi. Nếu bác vào chế 1-1 thì không sao. Nhưng con muốn vào 1-1 phải không? Đấy. Rồi. Bác nhìn bên này đẹp không? Rồi. Đấy. Ok. Đây bên này nữa này. Bác nhìn này. Đấy. Rồi. Tai thỏ này. Tai thỏ KKD này. Rồi. Sinh nhan này. Rồi. Tay nắm bên này này. Tay côn, tay phanh, tách tạnh này. Bác nhìn này. Đó. Rồi. Bác còn muốn soi cái gì nữa không ạ? Thôi. Bao nhiêu đã được rồi. Kinh ơi. Bây giờ con nói cho bác nhất này. Rồi. Hiện tại là có 3 người khách của con. 3 người khách đang dọn lấp giống bác. Có nghĩa là đợi tầm khoảng 20 ngày nữa đến 1 tháng nữa là con sẽ dẫn 3 con xe như thế này. Rồi. Bác hiểu ý con nói không? Hiểu. Còn thì con chỉ nói bác câu này. Nếu để về chơi xe thì 50 triệu của bác không to. Nhưng rồi. Cũng cực kỳ to. Vì sao? Vì con đây là con nói hàm ý bác hiểu này. Trước hết bác đến với nhà con là bác phải tin tưởng con. Thậm chí bác đã chuyển đủ cho con 52 triệu con vẫn nhớ. 50 triệu tiền dọn và 2 triệu tiền cho nhân công, nhân viên. Thì đây, tất cả anh em thợ đâu rồi, Tiến rồi. Đã nhận 2 triệu tiền thợ chưa? Nhận chưa? Đây, đây là bác nhất. Bác nhất ở Phú Yên. Rồi. Bác có tặng hai anh em 2 triệu và anh em đi ăn uống chưa? Dạ có. Đấy, chung kia ô tô rồi. Cảm ơn bác. Rồi, dạ anh vâng. Chào các chú nha. Dạ đấy, bác ơi, con phải công khai con bác lại bảo con này mày yểm đi này không thích. Đúng không ạ? Thế thì rồi. Con này nó con hỏi câu này thật lòng này. Con hỏi câu này bác phải trả lời thật lòng con này. Alo. Alo. Bác bị mất camera rồi. Rồi. Con hỏi câu này thật lòng này. Nếu bác bảo xem rồi thì con mới không trả lời. Bác đã xem cái vụ mà anh Cao Thanh Tùng ở trên mạng nói xấu con chưa? Ừ, theo dõi hết rồi. Thế thì con hỏi thật thôi. Là không, bác nghe con nói. Con hỏi bác đã xem chưa thôi. Nếu bác xem rồi thì con mới nói tiếp nè. Con nói bác con này. Cái con không phải giải thích đâu. Mà bác là khách hàng nên con phải muốn cho bác biết. Cái con xe đấy đâu? Rồi. Con xe đấy đâu? Rồi. Con xe này là con xe đang đình đám ở trên anh ấy chạy quảng cáo mất hơn 600.000 lượt theo dõi. 31. Con 364. Đúng rồi, 36T8 thì con chỉ nói qua thôi, con không nói nữa. Có nghĩa là chiếc xe này con bán cho anh Tích. Con có video đấy. Con bán cho anh Tích là 35.500.000. 35.500.000, bác nghe một lời thôi, cũng là cái lời con muốn nói để khách hàng hiểu. Vì con không thanh minh mà con chứng minh thôi. Chiếc xe này con bán cho anh Tích là 35.500.000 chứ không phải là 52 triệu nhá, không phải 52 triệu. Con chỉ bán có 35.500.000 và có một ông khách tên là Công, anh Công nhá, anh Công vào chứng minh hộ em là có giả thêm 2 triệu nữa. Có cả video đàng hoàng, bác nhá. Anh Công giả thêm 2 triệu nữa.
là 37,5 triệu chạy được bán lại. Nhưng anh Tịnh không bán, được chưa? Anh bảo là nhà anh rất nhiều xe, anh đam mê anh chơi thôi. Thế nào? Buổi chiều hôm đấy là mùng 1 âm, anh Tịnh anh cho một người thợ ở gần nhà anh ấy, không quen biết em, không quen biết cháu, nhưng là cho đến để kiểm tra xe. Và anh thợ đấy với anh Tịnh đồng ý đều mua, xong xuôi, được chưa? Rồi. Tiếp tục anh Tịnh vào khoảng 14 triệu tiền đồ nhà con nữa. Đấy. Và lấy đồ gì như nào con quay video hết. Và anh Tịnh đồng ý mua, là tổng con xe lên khoảng 50 triệu. Nhưng trước khi về anh Tịnh còn bắt tay, còn cảm ơn, còn nói là xe duyệt rồi, ưng rồi mới đi về, đúng không ạ? Thế cũng như đây, cũng như câu chuyện này, con bán cho bác, bác ạ, bác nghe, con bán cho bác, bác ưng rồi con mới gửi, đúng không? Nhưng đúng rồi. Nhưng về nhà nếu mà sai như con tả sai thì con chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh Tịnh đã đến đây lấy rồi, chứng tỏ anh ưng rồi, đúng không? Nhưng chỉ vì về nhà vợ chồng anh cãi nhau, anh ở rể, đây có phải nói thẳng, anh ở rể, vợ chồng anh cãi nhau, nên anh cũng điện cho con là Kiên ơi, em có thể lấy lại giúp anh chiếc xe này không? Thì con luôn luôn qua hai câu hỏi này. Thứ nhất là chiếc xe có lỗi hay không? Nếu lỗi em lấy lại đủ tiền, còn nếu không lỗi thì sẽ qua hai trường hợp chi nhánh này, em có quyền lấy hoặc không lấy. Còn nếu lấy thì là xe của anh đặt tên, em mua được em mua, cũng như câu chuyện cháu bạn dọn cho bác dọn cái không quyền bác. Thì tại sao cái xe đấy anh mua 11, còn ngày 15 tháng 3 con mua lại luôn, sau ngày 15 tháng 3 dương, và con bán, con đăng lên con bán luôn 21 tháng 3, khách chuyển tiền cho con, hai người tranh nhau. Thế tại sao 24 tháng 3 anh Tùng mới bóc phúc con? Đấy là câu đáng hỏi. Cái việc thứ hai nữa là con xin lỗi bác này này, cái đuôi nó lệch này, cái đuôi đang rất là thẳng như này, con cả đang thẳng lưng, thẳng chưa? Thế bìa nhá, anh Tùng anh thích lệch gì, anh chỉ vặn nó đốc này ra thôi, anh đẩy nó phát nó lệch. Cái yên này, nó lệch gì, anh vặn nó đốc để đẩy ra nó lệch. Khi người ta đã cố tình chơi xấu mình rồi thì người ta thiếu cái cách để chơi xấu, bác công nhận không? Đó, nhưng mà bác biết thì con trả lời và cũng muốn con hoàng hiểu thôi. Còn con có video đầy đủ chi tiết anh Tịnh đến mua nhà con thợ kiểm tra, và anh Tịnh mua thêm đồ bao nhiêu, anh Tịnh bắt tay con đồng ý, và anh Tịnh đến nhà con cũng quay được video là anh ấy vì vợ mới bán. Còn cái chuyện anh Tùng không liên quan câu chuyện này, mà anh đi bóc phốt con là sai lương tâm, con không quan trọng, đúng không ạ? Đấy, những người như bác thì quá hiểu rồi. Đấy thì con xin phép con hỏi bác nhất một lần nữa là tất cả từ lúc bác theo dõi con, bác tin tưởng con, bác như gửi xe cho con dọn, và đến bây giờ giây phút này con quay video hình ảnh thực tế từ lúc đồng nát sắt vụn đến bây giờ thành phẩm này, bác có gì muốn chia sẻ với con không? Thế thôi. Thôi bây giờ bác chốt lại với Kiên một câu nhé. Vâng ạ. Thì cái thời gian nó sẽ trả lời cái gì thật, đúng, cái gì giả. Đúng rồi. Và cái thật cái giả thì do người khách hàng vâng, người ta đánh giá. Đúng rồi, chuẩn. Còn bây giờ nếu mình đã thật rồi á, đúng rồi, thì mình cũng chẳng thèm thanh minh. Đúng rồi, mà đúng rồi. Một khi mình đã giả thì mình có bào chữa mấy đi chăng nữa thì khách hàng người ta vẫn biết. Đúng rồi. Thì thôi, thì bác khuyên kia này thôi cố gắng. Thì vâng, bây giờ riêng bác thì rất cảm ơn Kiên và cái tập thể anh em thợ. Vì sao? Vì đã đáp ứng cho bác được cái niềm mong mỏi đam mê xe pin 100. Vâng, vâng ạ. Mà bấy lâu nay bác rất muốn dọn nhưng mà chưa biết cái chỗ nào để mà đủ cái uy tín và cái sự tin tưởng để mà bác dọn. Vâng ạ. Rất may là bác gặp cháu. Thì thôi bác chỉ biết cảm ơn thôi. Vâng, đúng rồi. Đây nhá, bác nhìn này. Rất nhiều người chê là cái tem lệch thì con xin phép nó rất là cân này. Đấy, chẳng qua cái hướng cạnh mình ngồi nhìn nhau khác nhau. Hoặc là đôi đấy mình vào bình rẻ tiền bình lô ấy thì nó sẽ không thể chẩn như bình zin được bác ạ. Đấy. Còn tất nhiên con xin lỗi bác này, 50 triệu của bác cũng rất là to, đúng không? Nhưng nó nằm ở chế độ nào thôi. Còn bác ơi, có những người tôi dọn cả 100-200 triệu cơ mà, bác hiểu ý con nói không? Cũng như câu chuyện nhiều người lên mạng cứ nói là tôi không ở chơi đồ lô. Nhưng em cháu xin lỗi bác này, có những người kể đến chính con, chính bác và bất kỳ ai cũng không muốn chơi đồ lô, nhưng túi tiền của mình chỉ có thế thôi. Đúng rồi. Thì lấy đâu ra để chơi đồ zin được? Còn những người có một con xe, hai con xe lên mạng nó như thế, con chiếc này tự người ta hại người ta thôi. Đúng còn, rồi. Còn đây là con không thanh minh, không giải thích, mà con muốn chứng minh là gì. Đúng, nó đang ồn ào trên mạng này, mày có dám mua lại của xe anh Tịnh không? Thì đây, con đã mua lại rồi và thậm chí con bán lại rồi cơ, con bán rồi cơ chứ. Bác vui ra đâu. Và bác ơi, con xe này nhá, bác cùng theo dõi khoảng 3 đến 5 ngày nữa là anh trai Linh Bình xuống anh dọn tổng 61 triệu. Bác nhìn xem xứng đáng không? Tức là người ta nó mua như thế rồi còn dọn thêm mà cơ. Đấy. Được rồi. Đấy nhá bác nhá. Đấy, con không, ở đây không phải giải thích đâu, con đợi thôi thời gian trả lời.
đợi thời gian trả lời bác nhìn này. Đúng rồi. Con vẫn nói với khách con là mọi người tin tưởng con sẽ đáp lại niềm tin. Nhưng ngược lại, mọi người tin tưởng thì cái số tiền mọi người bỏ ra nó sẽ đầy đủ với cái số xe nhận, chứ không phải là cứ lợi dụng thằng kia thế này kia xong là mua 20 triệu đòi nọ đòi kia lấy đồ giả đấy. Đúng không? Đúng rồi. Thì tạm thời là bác ưng rồi. Vì phải có cái tạm thời này thì mới có cái sau này. Chứ bây giờ chính vì bác chưa ưng thì lấy đồ sau này nữa, đúng không? Đó. Thế thì con trước đây con cảm ơn bác rất nhiều. Bây giờ con sẽ đóng thùng. Ngày mai con sẽ đóng thùng. Đúng rồi. Con đóng cẩn thận là con chờ cái xe khách. À quên mất, xe chuyên dụng. Nó đến lúc nào là con gửi lúc đấy. Thì bác chịu khó, bác chịu khó đi bằng cái xe đấy thì nó bền hơn. Chứ gửi những hãng khác là nó không tốt bác ạ. Khi nhớ trước khi gửi xe là điện cho chú nhé. Vâng, quên mất nữa. Bác ơi, con định tặng bác đôi để bác có thích hay không? Định nắp đôi bảo vệ đây cho chống. Thôi đúng không? Nó nhìn cái đôi bảo vệ nó xéo xéo. Không phải. Thế mà con hỏi bác, con tự dưng đi xin việc mà. Nhưng bác không thích là được rồi, nhưng nhiều người thích. Đấy, thì con không nắp đấy nhá. À thôi đừng. Vâng, đấy. Rồi, đấy. Ừ. Nhưng bác nhìn kỹ một cái đầu bò lần nữa này. Đẹp. Đấy. Đẹp. Vâng. Ok. Vâng. Đây là thực tế bác nhá. Vì điện thoại con quay rất là nét. Nó thực tế đấy. Mà Kiên ơi. Vâng ạ. Cháu có liên lạc với bác là vào buổi tối á thì bác hay có ở nhà. Vâng ạ. Nhưng mà ban ngày giờ hành chính là bác đi làm suốt mà. Vâng. Thế bây giờ con lại có một cái này để con muốn nói bác nhất này. Ví dụ con xe là con giao cho bác là chưa bị lỗi. Nhưng ví dụ về nhà những cái lỗi vặt ấy, ví dụ nó chảy dầu, hiện tại nó không chảy rồi. Nhưng ví dụ bác đi cái phớt nó lỗ nó chảy thì bác cứ ra ngoài hiệu uy tín nhất, đắt nhất bác thay cho con. Bác nghe rõ nhá, đắt nhất bác thay cho con. Hết bao nhiêu tiền, đầu tiên phải nói là hết bao nhiêu tiền, con sẽ chuyển tiền cho bác để cái người đấy người ta bảo hành thay con. Bác không quan trọng 500 một triệu để thay cái phớt, nhưng đấy là cái trách nhiệm nghĩa con phải nói được. Rồi. Đúng không? Cái đó... Chứ còn nhá, con giao xe xong nhá, con chặn bác xuôi làm gì được con? Bác hiểu ý của con không? Đúng. Đã là niềm tin rồi nhá, ông ở xa, ở gần không quan trọng. Quan trọng là nói được và làm được. Rồi. Còn hơn đừng nói và đừng làm. Rồi. Còn tất nhiên cái gì chả có lỗi bác. Hôm nay bác cháu bị khỏe mạnh, mai ốm là chuyện bình thường. Đúng rồi. Bác có điều gì muốn nói với con nữa không ạ? Thôi bây giờ bác cũng hết tiếng nói cái gì nữa rồi, chỉ biết cảm ơn thôi. Vâng. Giờ thế thì con cảm ơn bác nhất, con chúc bác nhất đi tốt dùng bền. Con chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, tài lộc, bình an, hạnh phúc. Nếu mà con vào nhà gì con ở trong đấy con hứa sẽ điện cho bác, con gặp bác. Rồi. Dạ con là cái cầu cái gì quý nhất ấy. Rồi. Đó là con rồi. Quên, tự dưng quên. Cái cầu bàn thạch đó. Bàn thạch, từ đầu cầu bàn thạch, nhầm. Bàn thạch, cầu bàn thạch. Cái từ đấy vào nhà bác có sao? 70 cây. Ủa thế thì xa. Ừ. Xe 70 cây. Vâng. Xe quá. Nhưng không sao. Nếu hôm nay con có thì nếu mà cháu mà có vào được cầu bằng thạch thì điện thì bác chạy vào bác chơi. Không, bác này. Con chạy vào bác con chơi chứ không mà để bác chạy vào con chơi. Ừ. Đấy, bác nói con đây con cảm ơn bác nhưng con rồi, rồi. Để bác chơi. Rồi. Con chào bác nhá. Không. Nếu mình có duyên mình gặp ha. Con chỉ nói này, như bác nói con một câu gì cả cái cửa hàng uy tín con 1 tỷ đừng đánh đổi được. Đúng. Nghĩ 5 triệu, 10 triệu. Đúng không? Vì con ăn của bác là 5 triệu con không giàu được. Đúng rồi. Con sẽ mất hết. Nhưng con chỉ mong bác này, cái tầm tiền đấy nhìn ưng rồi, về nhà xảy gì cái nơi của bác này bị lỗi con gửi cho bác ok ngay kể cả luôn. Hơn số tiền con phải gửi vì nó là danh dự. Cũng như con xe 64 năm này, nó là danh dự nên mấy nước phải làm video đàng hoàng để chứng minh cho các hàng hiểu chứ không phải là thanh minh. Rồi. Con chào bác. Rồi. Ok bác.